Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002, tháng 7 âm lịch, năm 2021 Tân Sửu. Hoan hỉ chào đón quý khán giả đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu chỉ ra rằng tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện trong tháng 7 âm lịch. Tháng mà dân gian vẫn gọi là tháng cô hồn, tháng của âm hồn, ngạ quỷ. Theo quan niệm của dân gian, đây là tháng đen đủi, không nên làm việc gì. Ấy vậy mà, những người tuổi Nhâm Ngọ lại có những bứt phá nhất định, gặt hái được nhiều thành công, tài lộc trong tháng này. Để biết được vận trình cụ thể của những người tuổi Nhâm Ngọ, cơ hội, khó khăn, các phương án hóa giải, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi video ngay sau đây. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thiên thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Tháng này không phải là tháng quá đen đủi đối với những người tuổi Nhâm Ngọ. Tuy nhiên, cần chú ý những ngày sau. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 7 tới ngày mùng 8 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tý, nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 7 tới ngày 20 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tý, nạp âm Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 7 tới ngày mùng 1 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tý, nạp âm Tang Trá Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 7 tới ngày 15 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Mùi. Ngày âm lịch 20 tháng 7 tới ngày 27 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Đinh Mùi. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Nhâm Ngọ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Ngọ. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Nhâm Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do, độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Nhâm Ngọ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, là người không bao giờ thừa nhận thất bại. Họ chiến đấu đến cùng chỉ cần bản thân mình còn có thể. Không hành động thì thôi, người tuổi Nhâm Ngọ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Nhâm Ngọ ưu và nhược điểm lúc nào cũng đi kèm với nhau. Họ là một trong những người khó giữ bí mật. Nếu muốn thành công, bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân mình. Đặc biệt trong công việc, bạn bắt tay làm việc gì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối. Đặc biệt, bảo mật là trên hết. Nhâm dương thủy gặp bính dương hỏa nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, gia chủ tuổi Nhâm Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu cho tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, vận trình của đương số khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại.
Tuy nhiên, cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bản mệnh khá nhanh nhạy, biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều, cần chú ý có điểm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa, nên đương số làm gì cũng không nên chủ quan, nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non hầu đá. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện, kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín của cha mẹ. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, tháng 7 âm lịch là tháng đen đủi nhất của năm. Trong tháng này, Diêm Vương cho khai mở cửa quỷ môn quan để các vong hồn ngạ quỷ quay trở lại dương thế. Trước tình hình này, vận trình của những người tuổi Nhâm Ngọ vẫn phất lên như diều gặp gió. Về những nhân tố nào giúp họ thành công được như vậy, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Ngọ. Nếu còn đang đi học, đương số tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, đạt thành tích cao nhất. Nhưng do tác động xấu của tháng cô hồn lại có nhiều sao cô khắc về mặt cảm xúc. Quý gia chủ dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến việc học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ, thầy cô phàn nàn. Ngoài ra, áp lực học tập, điểm số khá lớn, khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Quý gia chủ nên chú ý, đặc biệt là phụ huynh, để giúp con cái vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Nếu đã đi làm, bản mệnh sẽ phải đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối, cũng chỉ bởi tính nóng này không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc, nhưng nếu cứ cư xử một cách tùy hứng như vậy, quý gia chủ sẽ gặp rắc rối to. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất, tài lộc của người tuổi Nhâm Ngọ. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Nhâm Ngọ hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, gia chủ cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang sùm sình mà tiêu xài quá trớn. Cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cả gia đình. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Ngọ. Gia chủ có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da rẻ cũng có dấu hiệu kém sắc, sẽ nổi mụn nhọt. Do đó nên uống nhiều nước, chớ nên thức khuya để bảo vệ làn da luôn tươi tắn. Khi thời tiết thay đổi, gia chủ nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nếu được phúc tinh cao chiếu, nên nếu có các bệnh cảm mạo, đa phần đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm thị lực ngày càng giảm. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể. Ngoài ra, cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi thường xuyên. Nên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Quý gia chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Về tình duyên, trong tháng này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh Nhâm Ngọ đều không vượng đào hoa. Hoặc cho dù có gặp được người khiến trái tim rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến cái đích như mong muốn. Nam mệnh có duyên khác phái nhỉnh hơn nữ mệnh, nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức, trí tuệ trong việc theo đuổi người ấy. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm, ít xung đột. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002.
Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị vận trình của tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ tháng 7 âm lịch, mọi người hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Chúc mọi người luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!